Vâng, kính thưa quý vị, thật sự nếu mà nói về Tết thì ai cũng tâm tư của mọi người Việt Nam chúng ta, cho dù ở bất cứ nơi nào, cũng hướng về quê hương. Thật sự không có cái gì mà buồn bằng khi mà một người con muốn làm tròn chữ hiếu với mẹ, trở về với gia đình trong những ngày sum họp Tết. Nhưng vì hoàn cảnh đất nước, vì trách nhiệm với quốc gia, cho nên anh phải lỡ hẹn với mẹ, không về được trong trước những ngày Tết để cùng sum vầy với gia đình trong đêm 30. Dạ vâng, và chị Xuân Phương đang muốn nhắc đến một bài hát mà trong bài hát có một đoạn mà đến bây giờ Minh Huy cảm thấy rất là thích, bởi vì cái đoạn đó như thế này nè: con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về thì bạn bè thương mong. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Xuân này con không về với một tiếng hát rất ngọt ngào, và đây cũng là một tiếng hát triển vọng trong thời gian sắp tới. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay để ủng hộ cho nam ca sĩ Hoàng Quân. Cảm ơn quý vị. Biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở rộ bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thủa trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi mã đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu mai vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm riêng, biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vặn nhà, không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu mai vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm riêng, con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vặn nhà, trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân.
xuân này vặn nhà. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm mẹ thương con. Xin đợi.